đây. Wow, khá là nhiều con khủng long nằm rải rác trên mặt đất. Wow, và trước mặt mình là Mamenchimosaurus, một trong những loài khủng long cổ dài to lớn nhất của thời tiền sử luôn kìa các bạn. Wow, cái miệng há to chưa kìa. Wow, nó còn những nước khóc như này các bạn. Mình cần cái đầu này hay chưa? Ở đây mình có gì đây? Mamenchimosaurus đang nằm ngủ các bạn. Các bạn có thể thấy từ xa nó rất là to lớn luôn nha. Con này là gần to lắm. À, thú vị luôn. Đây là ngựa vàng nè. Con ngựa vằn của chúng ta đây rồi, các bạn có thấy chú ngựa vằn của mình chưa, đẹp cực kỳ luôn nha. Và đây là báo châu Phi, một trong những loài báo chạy nhanh nhất trong thế giới động vật của các bạn. Con này nó cũng tốc nhanh nha, nó chạy siêu nhanh luôn. Và chú báo hoa mai đang đi các bạn, quá là to luôn các bạn, ngầu cực kỳ luôn. Đẹp luôn. Găng tay đi cho phô xù hết khổng lồ. Dinosaurus đột biến khổng lồ. Không có mà xong đúng các bạn, cái đầu này nó chưa đủ rồi. Cái con đưa vô ngoài đời thật rồi. Nó chạy lên 1.8m, 4m. Cái này chưa bằng đâu rồi. Dinosaurus với một cái đòn đầu rồi các bạn ơi. Nó có hai cái màng phình ra rất là ngầu luôn kìa. Đẹp chưa kìa. Đây mình có được rồi, một con Stegosaurus với những chiếc gai rất là bén luôn. Wow, ngầu chưa. Đây là Rachio, dạ quang khổng lồ của mình, cổ dài của chúng mình khá là bự luôn. Đó, còn ăn khá là nhiều các bạn thấy, cũng mập ra chứ kìa. Đó, chưa được rồi, nguyên một đồ của chúng. Và con Rachio chúng ta đây rồi, to lớn cực kỳ luôn các bạn, quá là bự luôn kìa. Rồi, đã chưa. Garotosaurus, một con kẻ thù không đỡ chung với con T-Rex luôn. Wow, con này có gai trên lưng này, chảy dài sóc từ đầu đến tận đuôi luôn các bạn. Không, các bạn thấy gai của nó chưa, rất là nhiều luôn nha. Đó, con mắt thì đỏ này, hàm răng này các bạn rất là cứng luôn. Và đây mình có một con Garotosaurus các bạn, nó rất là đẹp luôn nha. Nhìn ngầu cực kỳ luôn. Đây là găng tay khủng long Velocy. Trời ơi, đây sao đây mình có nguyên găng tay Velocy luôn. Wow, nhìn rất là ngầu luôn các bạn, đẹp chưa kìa. Đó, các bạn có thấy con Velociraptor này nó sở hữu con mắt rất là ngầu luôn, quá là hay. Velociraptor của chúng ta đang đi trên một cái sa mạc rộng lớn luôn các bạn. Đó, nhìn ngầu cực kỳ luôn ha. Wow, đây là găng tay của một con khủng long bạo chúa thời tiền sử. Nguyên một cái găng tay khủng long bạo chúa rất là to lớn luôn kìa các bạn. Đó, bự chưa kìa. Rất là ngầu luôn nha. Ây xa, quá đẹp luôn. Khủng long bạo chúa của chúng ta đây. Đó, rất là to lớn nha các bạn. Cực kỳ ngầu luôn kìa đấy chứ. Ây xa. Đây mình có Spinosaurus. Găng tay khủng long Spinosaurus. Còn găng tay cái miệng này khá là dài này. Cái miệng nó như một con cá sấu luôn. Đã cực kỳ luôn. Với một cái màu hồng rất là bắt mắt luôn nha. Mình có một con Spinosaurus khổng lồ luôn kìa các bạn. Đây, cái vầy lưng nó ngầu. Hay đặt xuống lại nè. Và đây mình có khủng long bạo chúa mini các bạn ơi, nhìn nó rất là dễ thương luôn các bạn. Ngoài trời cái khuôn mặt nó rất là tiểu luôn. Đây, mặt tiểu vô kìa các bạn. Đây, nguyên một khủng long bạo chúa mặt tiểu luôn, nhìn rất là lạ luôn nha. Ôi, Tyrannosaurus T-Rex đang đi trong một cái thung lũng rất là rộng lớn luôn nha. Đó. Ây cha, để một bà nào chúng ta có cỡ gì ở đây là Styracos à. Và đây là mô hình khủng long Styracosaurus. Đây, quá là lạ luôn. Khủng long nắm sừng Styracos của chúng ta. Các bạn thấy có một cái màu vàng rất là. Có gì đây, một chú Styracosaurus đang đi dưới thời tiết mưa gió này khá là tội nha các bạn. Stegosaurus đây. Đó, các bạn thấy khủng long gác mái này lạ chưa? Màu sắc con này nó quá là hoàn hảo luôn nha các bạn. Nhìn màu của nó kìa, nhưng mà con khủng long thật luôn các bạn, quá hay luôn. Ôi, nhìn con Stegosaurus nó cuộn lại, nó nằm nhìn lạ quá nha. Đấy, lần đầu tiên mình thấy con khủng long này nó nằm nhiều nha. Con Carnotaurus này này.
đây là khủng long cano, tao rất khủng long đầu bò với hai chiếc sừng nhanh nhô lên. Đó, nhìn rất là đáng yêu luôn các bạn. Đó, các bạn thấy cái sừng của nó chưa? Hậu cực kỳ luôn. Cano tao rất đã những bức tượng chi chích trên người các bạn vừa trải qua một cuộc chiến khá là khốc liệt nha. Ui, tiếp theo là Tyrannosaurus T-Rex. À, con này nó có cái gì há to ghê vậy? Nhìn cà cà như là bây giờ. Nhìn đã chứ kìa, nguyên của con khủng long bầu chúa khổng lồ này chứ. Nhìn con khủng long bầu chúa to chưa kìa các bạn. Đó, bự thật sự luôn. Đấy, đây mình luôn đó chứ. Masiakasaurus T-Rex, và đây là một con Masiakasaurus dạ quang phát sáng cực kỳ luôn các bạn. Và đây là Masiakasaurus quạt rất là to lớn đâu. Đấy, ngầu chưa kìa. Đấy, sư tử một cái mô hình lại hình khổng lồ chứ, sư tử với những chiếc bờ, cái bờ sư tử quá đẹp luôn kìa các bạn. Đó, ngầu chưa, quá là xuất sắc luôn. Nguyên một con sư tử khổng lồ luôn. Wow, cái bờm sư tử nhìn nó đẹp thật sự luôn nha các bạn. Masiakasaurus cũng có nút bấm đây rồi. Đây, mình vừa bấm vào và con này nó sẽ giật liên tục luôn các bạn. Của họ và cũng là Masiakasaurus rất là thú vị nha. Đó, hàm răng đây. Đây là Masiakasaurus đang đứng gầm gừ với nhau các bạn. Hai chú Masiaka đang gầm gừ cùng nhau kìa. Đấy, chưa? Đây là Mentaceratops. Các bạn thấy khủng long Mentaceratops với cái miệng há hả các bạn? Đó, nhìn đã chưa kìa. Chiếc sừng nó khá là nhọn nha, con khủng long này nó có một cái thấm khiên trên đầu nhìn rất là lạ đây nè, cực kỳ luôn. Pentaceratops của chúng ta đây rồi, các bạn có thể thấy khủng long Pentaceratops rất là đẹp luôn nha. Chúng ta có gì đây? Wow, Stegosaurus. Ở đây mình có mô hình của Stegosaurus có cái bấm cái đuôi nè. Bây giờ bấm mạnh giật giật cái đầu rất là thú vị luôn các bạn, có thể giật cái đầu luôn. Những chiếc gai của khủng long này nó khá là mềm nhưng các bạn cứ yên tâm khoảng phá thôi đó. Yeah. Oh, và đây là Triceratops tam giác lông của chúng ta đây các bạn. Hầu cực kỳ luôn. Hay mô đây là cà hai vú, đây là cà mình có thể uống nước để chữ trên lưng của bạn. Các bạn thấy nó chữ được trên lưng đó nha, để nó tránh được nó đi qua sa mạc và nó không cần uống nước theo nhiều các bạn, hay lắm. Ok, mô một loài lạc đà với hai chiếc bú nhô lên rất là cao luôn các bạn, đẹp cơ. Giganotosaurus chúng ta đây rồi, và đây là bộ hình khủng long Giganotosaurus rất là đẹp luôn. Đó, các bạn đã thấy khủng long nó có quả trên gai trên lưng nha. Đó, đẹp chưa kìa. Giganotosaurus đang đi trong một cái đầm nước khổng lồ luôn kìa các bạn. Đó, những cái gai rất là cứng luôn nha. Giganotosaurus khủng long đầu bò phiên bản rất là đẹp luôn. Cái mô hình của Giganotosaurus này nó ngầu lắm nha các bạn. Đã chưa. Đây, ở đây mình có nguyên một con cano đầu lót khổng lồ luôn bạn, quá là xuất sắc luôn kìa. Đó, nhìn hay ho cực kỳ luôn nha. Ngầu chưa kìa các bạn. Oh, và đây chúng ta có cano đầu lót rất là đẹp luôn kìa các bạn. Oh, có cả một con hổ nữa các bạn. Của hồ đây là mô hình của một chú hổ các bạn. Ở đây cái lạnh cũng quá là ngầu này. Một chú hổ có khả năng nhảy lên tới 3.5m thôi, rất là xịn luôn các bạn. Wow, chúng ta vừa trải qua một cuộc khám phá quá trời cái chú khủng long luôn các bạn.